sau các đợt mưa bão, áp thấp, biển động mạnh, ngư dân thường có những chuyến biển đầu tiên. Nguồn hải sản gần bờ vào thời điểm này thường dồi dào, bán được giá nên ngư dân có nguồn thu nhập khá. Thế nhưng đi cùng với đó là những rủi ro có thể nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt là với những ngư dân hành nghề trên tàu công suất nhỏ. Thời điểm này thì vùng biển miền Trung thường có thời tiết xấu do ảnh hưởng của mưa bão. Thế nhưng đây lại là cơ hội để ngư dân hái lộc biển. Và đi kèm với cơ hội là những rủi ro luôn rình rập các tàu cá, đặc biệt là với những tàu có công suất nhỏ. Đây cũng sẽ là nội dung của tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Vâng, thưa quý vị, từ tháng 10 hàng năm trở đi, vùng biển miền Trung thường hứng chịu hàng loạt cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Những ngày biển động, cá tôm lại xuất hiện ở vùng biển ven bờ rất dồi dào. Theo kinh nghiệm của ngư dân, có thể do biển động làm xáo động vùng biển xa bờ, nhất là tầng đáy, nên nguồn hải sản thường di cư vào vùng biển gần bờ trú ngụ. Sau những ngày biển động, nguồn lợi hải sản dồi dào thường là cơ hội cho ngư dân đánh bắt gần bờ có nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống sau thời gian dài thuyền nằm bờ. Thế nhưng đi cùng với lộc biển là những cái chết thương tâm của ngư dân trong mùa biển động, nhất là với những tàu cá công suất nhỏ khai thác gần bờ. Những ngày này, người dân ở làng biển Hòa Hiệp Nam đi dọc bờ biển tìm kiếm ngư dân Lê Thân bị rơi xuống nước mất tích. Khi ông cùng hai ngư dân khác ra khơi trên tàu cá công suất 22 mã lực và khi đến cửa sông Đà Nông thì tàu bị sóng lớn đánh chìm. Hai người may mắn được cứu sống, nhưng ngư dân Lê Thân thì đã mất tích. Dạ, đông chị ở trong nhà không chị? Tầm cỡ vài chục người, tìm bọn que giờ chưa thấy xác đâu, chưa thấy ngư đâu hết. Cứ vào mùa biển động thì ở không ít làng biển lại xảy ra những vụ chìm tàu cá hoặc ngư dân mất tích khi ra khơi đánh bắt vùng ven bờ. Như ở vùng biển này, những con sóng dữ vẫn không ngăn được tàu cá có công suất nhỏ ra khơi. Mỗi tàu cá thường có 3 ngư dân cùng thuyền vượt sóng và thả lưới ven bờ. Những tàu cá lên đên như thế này khiến không ít ngư dân có kinh nghiệm như ông Lan cũng cảm thấy lo lắng. Ai mà gặp cái lũ nó lớn quá thì nó bố thì chìm, còn ai mà không gặp thì vô khối. Nhưng này lấy ba bốn chiếc đi mà vô như gặp mấy cái nó lớn nó bổ thì chìm, ghi mình nhỏ mà đâu có chịu được sóng cỡ đấy. Đối với tàu ven bờ khi mà sự cố xảy ra thì hầu như là có những cái tai nạn đáng tiếc kèm theo, nhất là tổn thất về con người. Cho nên những cái vấn đề đó là nói chung là tổn thất rất là lớn, tại vì tàu nhỏ thì là hoặc cái độ an toàn so với cái tàu lớn nó sẽ không có cao. Một cái vấn đề thứ hai, với cái tàu nhỏ thì những cái trang thiết bị mặc đi kèm theo nó sẽ thấp hơn, ít hơn và nó sẽ không hiện đại hơn như tàu lớn. Cho nên khi mà rủi ro xảy ra thì phải nói là về tài sản để xảy ra rủi ro và đồng thời về tính mạng của người có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dẫu biết đánh bắt trong mùa biển động sẽ mang lại thu nhập cho ngư dân cao hơn gấp nhiều lần, nhưng tàu càng nhỏ ra khơi trong mùa biển động thì càng gặp rủi ro. Ngư dân vẫn biết nhưng vẫn cố ra khơi để đối diện với những hiểm nguy rình rập, đôi khi là đánh đổi cả tính mạng và tài sản của mình khi thả những tấm lưới xuống vùng biển động như thế này, cốt để thu được nhiều cá hơn. Theo tính toán của ngư dân ra khơi đánh bắt ven bờ mùa biển động, thì sản mà ngư dân thu được cao gấp 4 đến 5 lần so với mùa biển êm. Tuy nhiên, gần như năm nào khi ra khơi mùa biển động thì tài sản và tính mạng của ngư dân cũng gặp những tai nạn. Và đằng sau những tai nạn ấy là những nỗi niềm đau đớn của người thân nơi đất liền. Những con số trong phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy điều này. Và những con số này cũng đặt ra câu hỏi cho chính ngư dân và chính quyền các địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và hỗ trợ tàu cá ra khơi trong mùa biển động. Theo Cục Kiểm Ngư, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 100 vụ với hơn 100 tàu cá và hơn 570 người gặp nạn và sự cố trên biển. Hậu quả làm chết 25 người, mất tích 57 người. Rất nhiều tàu cá trong các vụ tai nạn này là gặp sự cố do thời tiết xấu. Với những gia đình các tàu cá bị chìm hoặc người thân chết và mất tích, thì càng thấm thiết được việc không nên chủ quan khi ra khơi trong mùa biển động. Tàu đây nó biển nó động về con nó có ké nữa chị, ké nó có dế nữa, và người ta bất chấp tính mạng đó, người ta ra khơi bám biển nữa. Như vậy có thể nhận thấy rằng những thiệt hại khi tàu cá gặp nạn là rất lớn. Bình quân mỗi năm ở Phú Yên
có gần 10 vụ tai nạn tàu cá trên biển, và khi tai nạn xảy ra, hoặc ngư dân mất tích, còn tàu cá thì bị chìm và hư hỏng. Và những thiệt hại này chỉ có thể giảm đi nếu như ngư dân chủ động không ra khơi khi thời tiết xấu. Chúng tôi cũng mong muốn đối với cái lực lượng mà tàu khai thác thủy sản ven bờ, khi mùa biển động chúng ta cũng phải là cân nhắc và xem xét có nên đi khai thác không. Tại vì cái việc mà biển động thì nó có nhiều cấp khác nhau, nhưng mà với ngư dân có kinh nghiệm lão luyện nhiều năm trong việc khai thác, tuy nhiên khi mà biển động thì nó có kèm theo nhiều cái yếu tố rủi ro bất ngờ xảy ra mà chúng ta cũng không có lường hết được. Khi mà đã xảy ra thì lúc đó chúng ta cũng hầu như không có thể mà có thể ứng biến kịp thời. Trước khi xuất bến phải trang kiểm tra rà soát toàn bộ cái trang thiết bị an toàn kỹ thuật tàu cá, ví dụ như là cái ao phao, hai là các cái trang thiết bị thông tin liên lạc với bờ, và thứ ba là kiểm tra toàn bộ các cái thông tin kỹ thuật của máy, và tàu cá phải đảm bảo là được đăng kiểm. Cũng cần nói thêm, với những tàu có công suất nhỏ ra khơi khi biển động thì phần lớn không có số hiệu, và những tàu cá này do địa phương quản lý hoặc hoạt động chui. Do vậy, bên cạnh ngư dân cần thận trọng khi quyết định ra khơi trong mùa biển động, thì công tác quản lý tàu thuyền có công suất nhỏ vùng ven biển trong mùa mưa bão cũng cần được tăng cường mạnh mẽ hơn. Vâng, thực tế thì Chi cục Thủy sản các tỉnh thành vẫn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành đúng quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn mới cho thuyền vươn khơi khai thác hải sản. Các thuyền cũng phải đảm bảo trang bị đầy đủ áo phao, phao tròn, thông tin liên lạc mới được ra biển vào mùa biển động. Và bên cạnh đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác của ngư dân, nghiêm cấm và tuyệt đối không cho thuyền vươn khơi đánh bắt khi không đảm bảo quy định các trang thiết bị an toàn. Và trên hết, vẫn là ý thức tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi ngư dân khi vươn khơi, để có được một mùa lộc biển trọn vẹn.